Ôi ôi, ông lấy mật đại luôn nha. Ủa không. Hình như nó mới đậu á cả nhà ơi, cả nhà nhìn ổ ong nè. Ong này thì nó mới về thôi cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, chưa có mặt. Đây cả nhà nhìn gió này. À bây đây. Này mấy đứa này nó hát ông sùng hết rồi. Trời ơi cái đèn. Dính vậy để tôi à. Ôi trời 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 lường ngố với lại dùng pin với lại bạn có thận đi ra ngoài cái đảo. mình đâm đó. Ủa đâu? Ôi đâu hả? Đó đó giờ đục xin đi nè. Còn cái gì? Cái gì? Đây. Thôi, từ giờ con này để giậm lại. Có đâu? Sao nó lại vậy? Lương chiên bắt hết. Có gà không? Có luôn. Này này đăng. Ê, nhìn không? Rồi. Con bò. mày, cái con này cỡ bằng em nè. bên đây mình đông mà, mình cầm xô đi thằng đăng nó bắt được rồi. Để cái đèn pin này sáng tôi gọi cho. Con nó cỡ pin rồi đó. Khùng này. Rồi chạy rồi. Sạc mà ông nội nó nhìn con cá lóc luôn. Người fan tôi đánh đàn. Rồi. Được 3 con cá lóc, 1 con cá gô. Đâu fan? Đâu đầm đâu đây thôi. Chạy dưới nước đục thua rồi. Vui à. Đâu? To không? Nhảy lên bờ luôn. Đô, to, con này to lắm ơi. To. Con này dính ơi. Con đó cỡ của tao. Giờ tay cầm điện thoại, tay cầm đèn pin sao mà. Đâu rồi? Bên mọi bên, nơi đây bên. À, giữa hang nè. Giữa hang đó. Nó chẳng ba mày đó. Thì chỗ tay đang thôi, khu vực đó thôi. Đó. Hai con này ăn được đâu. Ôi, mày. Mày hay ta. Cái đó con của ai ạ? À? Cái tay này là tay chiên bắt cá gô nè. Đó. Mày rồi cắm đầu xuống xin luôn không? Đâu nè. Ôi, lên qua coi. Đâu? Ê, từ để tao đi. Trời ơi. Chạy. Điểm hớt lên được rồi. Tao nghĩ ngay đây nè. Trời ơi, tao nói là lấy cái vợ chụp đi rồi. Đừng có chụp con của tao nha. Thôi cũng nói cũng được. Giờ anh thấy em chụp luôn chứ em không để mấy anh tới. Mấy anh tới mình phá quá. Ừ. Mò. Thấy con ốc bu vàng không? Không nhập vào đời, tình tĩnh. Con. Trời ơi. Mấy con. Thế nào rồi? Đặng á, lấy cái giờ chụp đi nó chịu, nó kêu tao chụp. Xíu à. Đấy hả? Ừ. Đấy xíu à. Chụp xuống đây đó. Trời anh cái. Bắt cá lóc rồi. Nó cũng ghê trời. Ủa kìa nè. Hai con luôn. Phải đục nước này Bin. Trời ơi là trời. To đang ơi. To. Con này. Trời ơi nó đã. Trời ơi cá nó nhảy vui. Trời ơi. Chúng ta sẽ được tắm trong chảy dầu. Thấy là chặt luôn đâu. Ông gọi dòng đăng coi. Ừ. Chết chưa? Chết chơi rồi, chết mò, rồi. Mò Bin. Tao tưởng nó đi vậy. Ê. Trời ơi. Rồi chết luôn rồi. Nó chém một cá tét cho mình luôn.
Đây con cá lóc mọi người, con này chắc lóc lại vô thấy mấy con cá lóc kia muốn giục luôn vậy. Ô chặt hay quá. Ê hồi nãy mà canh cái đầu. Đó đó. Đập 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 đập. Con chuột nướng ăn ngon mọi người. Vừa nhắc có con chuột luôn. Cái cách. Min để về dành đập cho Min gậy. Min. Cá hả? Còn ma hả gì? Còn bờ. Trời ơi, cò gì mà nó bự dữ vậy? Hay là thả đi đó nhớ. Chơi là xuống ăn cơm, xuống mỏ. Từ từ. Đây chắc cái ba đập gì vừa thôi. Tao lại mày à. Tao dập đi, khùng này. Đập một cái, một tưởng trời đánh không. Đập quá khứ đập rồi. Nghe bim, nghe thấy không đó. Bắt em bim, trời. Trời ơi. Đâu rồi. Có con cá bắt chặt vô à. Hẹn. Gì vậy? Kêu ven hả? Bim đập cá xong giờ nằm thở như mà. Tăng thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhiều quá, đục quá. Nên là không có nhiều cá. Để bữa sau mấy anh em 2 giờ đêm rồi mọi người. Đầu chuột chính với đang. Trời nó hủi ra. Ba con luôn. Bốn con. Kìa có con chuột nữa. Hồi nãy thì thường gặp không quen con chuột mọi người xem. Tại vì tắm rửa ngồi phành háng luôn nè. Trời ơi nào nướng ốc mà nó teo lại mất luôn cái ruột rồi. Để anh sống luôn. Em gặp đầu nè. Con cá lóc thở không nổi luôn mà. Đang giận thề ông nội. Kiếp đang giận thề ông nội hả? Kiếp Diễm My. Anh đang nhớ em lắm không? Tao liệu cái gì mình thục. Em có biết là anh và Bin đang nhớ em lắm không? Này. À, mấy anh em thường gồm đi ở qua đêm là thử cùng đốt đèn đời thấy mẹ luôn rồi. Ok, đi bắt cá làm canh chua hết luôn. Canh chua bông gì? Bông đêm. Bẻ ra đi chín không? Còn có đăng nữa kìa. Ok. Vì thằng con mẹ. Đủ đá bay. Chuột không? Chuột không rồi. Ta nướng cái mua nội đi. Nó chấm nó làm đảo qua đây. Còn chén này anh em mình làm qua đây. Nãy mày ông bột. Cái gì xuống bắt ốc. Đừng nướng à. Còn con ốc đâu rồi. Đây nè. Mai cả nhà miếng cá lóc nướng nè. Kiến tha đi luôn á. Tha nào nó đi chịu. Ấm đi. già đã ấm lắm á. Giò. Để kêu tụi mày ăn lẹ đi, tới tao ăn được mà. Lục ra thấy cái đùi trắng bắp. Mời cả nhà nha. Bột cá lóc. Ông làm như con bò không vậy á. Ngọt á, thơm. Này nha, xong nó cảm nhận kiểu gì. Chuột thất tình của mình đó. Đúng ép đó. Chắc xin tạm dừng clip lại đây. Dừng clip lại đây còn mấy anh em đi ngủ. Và bây giờ thì ba chào tạm biệt mọi người. Chúc cả mọi người ngủ ngon nha. Bye. Chào cả nhà nha.